Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm chỉ riêng ô nhiễm không khí đã cướp đi sinh mạng của gần 600.000 trẻ em dưới 15 tuổi, gây thiệt hại khoảng 5.000 tỷ vì tổn thất phúc lợi trên toàn thế giới. Và đã đến lúc cần chung tay bảo vệ hành tinh của chúng ta. Đây không chỉ là nỗ lực của các quốc gia mà còn cả mỗi người dân, đặc biệt là của những người trẻ, bởi các em là tương lai nhưng cũng là những người sẽ gánh chịu hậu quả khủng khiếp nếu chúng ta không hành động ngay ngày hôm nay. Và tại Hà Nội có những bạn nhỏ đang chung tay bảo vệ môi trường bằng những hành động nhỏ. Đây là mô hình có tên Người Hà Nội và Rác Thải Chia Phân Loại do hai bạn học sinh lớp 8 là Nguyễn Bá Khang Hưng và Nguyễn Nhật Linh thực hiện để tham gia cuộc thi Con Người và Môi Trường Xung Quanh. Dự án trình bày thực trạng xử lý rác thải của Hà Nội, những hậu quả của việc chưa phân loại rác và hướng khắc phục xử lý đã đoạt giải pháp tiếp cận tổng thể tốt nhất của cuộc thi. Dự án này ban đầu là để tham gia cuộc thi Lab London Cross Borders lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam ấy. Và nhưng mà sau một thời gian thì mình phát hiện ra cái dự án này có thể được phát triển, được nhân rộng ạ. Nên là bọn con hướng tới một mục đích lâu dài là giúp mọi người nhận thức về vấn đề rác thải không phân loại. Để có những hành động cụ thể, những em nhỏ này đã quan sát thực tế xung quanh cuộc sống hàng ngày, cũng như được trải nghiệm với môi trường sống và được gia đình ủng hộ. Con cũng đặt câu hỏi là tại sao chỗ nào của Việt Nam mình cũng rác mà người dân cứ bình thản vứt rác ra ngoài biển, vứt rác ra ngoài đường. Trong nhà mình có thể sạch nhưng ra ngoài đường rất bẩn. Thế thì con cũng muốn làm điều gì đó. Thì qua những cái hoạt động được tuyên truyền như của Live and Learn hay là của trên TV nói thì con cũng rất là muốn tham gia những hoạt động đó để mình cổ vũ và đồng hành cùng với con. Môi trường là không của riêng ai cả, là của cộng đồng, mà nếu như ai cũng nghĩ rằng một mình thì sẽ không thể thay đổi được thì như thế thì môi trường là tất cả mọi người sẽ chịu cái hậu quả rất là kinh khủng như hiện tại mình đang thấy. Ngoài dự án đã mang đi thi, Khang Hưng còn có nhiều hoạt động liên quan tới bảo vệ môi trường, góp phần cho cuộc sống xanh hơn của riêng mình. Để có thể bảo vệ tốt nhất môi trường, Khang Hưng đã sử dụng bản đồ tư duy Mind Map để vẽ ra các nguồn gây ô nhiễm môi trường. Từ đó, không chỉ em mà những người bạn đều có thể thấy ô nhiễm đến từ đâu. Từ đó, các em tìm tòi những cách để giảm thiểu từ chính bản thân và gia đình. Không chỉ tham gia vào hoạt động của các tổ chức bảo vệ môi trường, về nhà, ngoài thời gian học, Khang Hưng cũng dành thời gian cho tái chế những đồ phế thải mà mọi người vẫn vứt đi thành những đồ chơi, mô hình nhà cửa. Trước tiên là về Hà Nội ạ, thì con thấy là nó rất là ô nhiễm, thực sự rất ô nhiễm ạ. Cái ô nhiễm không khí thì nhiều ngày nó ở trên mức rất là kém. Rác thải thì khắp nơi, nước thì có những cái sông cực kỳ bẩn như sông Tô Lịch vân vân. Và đất thì cũng có, bởi vì những cái khu vực ngoại thành người ta vẫn phun thuốc trừ sâu từ hàng ngày. Đấy chính là những cái mà con thấy nó rất là ô nhiễm. Còn xét chung về Việt Nam thì có rất nhiều các cái kiểu như là chặt phá rừng các thứ, nó rất là đáng buồn ấy ạ. Nên là con thấy là cần nhiều người hơn nữa để có thể lên tiếng cũng như là góp phần bảo vệ môi trường. Có thể thấy từ nhận thức tới hành động là một quá trình không đơn giản, nhưng với sự đồng hành, ủng hộ thì việc giáo dục trẻ em về bảo vệ môi trường sẽ không chỉ là những lý thuyết. Để tuyên truyền nhận thức cho trẻ em về, tức là hiểu được về cái vấn nạn về môi trường hiện tại là chưa đủ so với cái thực tế nó đang diễn ra. Trẻ em ấy nó như tờ giấy trắng, nếu như mình định hướng nó tốt thì nó sẽ rất dễ được hình thành những thói quen tốt. Đấy, thì muốn rằng là những cái hoạt động và những cái tuyên truyền cho trẻ em được nhiều hơn nữa, không chỉ là qua những cái buổi thuyết trình hay qua những lời nói, những cái buổi gặp gỡ, mà thực tế qua những cái hoạt động thực tế để cho các con hiểu thấu được thì các con sẽ làm tốt hơn. Bảo vệ môi trường là việc làm khó khăn bởi nó đòi hỏi nhận thức về ô nhiễm môi trường cũng như hiểu về những tác hại của nó mang lại cho cuộc sống. Những mầm xanh bảo vệ môi trường này chỉ có thể phát triển khi người lớn ủng hộ và tạo điều kiện để các em duy trì và phát triển trong tương lai.